Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bình cái hình mình nghĩ là rất là thú vị đối với mình là hình mình chụp cho một cô dâu ở một cái nơi rất là phổ thông ở Sài Gòn, đó là bảo tàng, phải không ta? Bảo tàng Cách Mạng phải không? Bảo tàng gì? Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh ở đường Lý Tự Trọng. Thì lý do là mình thấy nó ngộ rồi vì đây là cái buổi chụp hình, trong đó mình có hai người phụ tá. Thì thường thường các bạn, tôi làm việc thì tôi cũng rất là ngẫu hứng. Chắc là tại nghe nhạc jazz nhiều quá. Có nghĩa rằng là trong buổi làm việc của tôi thì có những cái shot mà gần như nó không có trong, cái nội dung của mình, cái chương trình tính trước của mình. Tự nhiên nó ngẫu hứng nó có mà thôi. Thì là cái hình, thì khi tôi chụp thì cũng hơi ngạc nhiên, kể cả cô dâu và kể cả những người làm việc chung với tôi. Thì sự thật nó, cái ý tưởng nó cũng có tí xíu gì đó nhen nhúm chứ không phải là không. Có nghĩa là khi tôi chụp thì tôi tính là làm một cái shot mà như thế này, tức là người mẫu nằm đây, góc máy trên cao chiếu xuống, mà dĩ nhiên mà biết là không có khả thi rồi đó. Cho nên là thường thường là phải như thế này. Có nghĩa là cô dâu sẽ nằm trên cái giường, trên bãi cỏ, trên cát gì đó không biết. Thì đây góc máy mình cũng đây, đối diện như thế này. Okay. Thì cái hoàn cảnh lúc đó là vì tôi chụp chỗ này, chắc nhiều bạn nào ở bảo tàng cũng biết cái vụ này, là cái chỗ cầu thang á. Thì cái nắng, cái ánh sáng đi từ cửa sổ cao đi xuống thế này, thì nguyên tắc và tạo dáng trước khi chụp thì phải nhìn ánh sáng. Cho nên là cái đầu phải quay về hướng đó, và rất tiếc là khi quay về hướng đó ở trên cao và bị cầu thang nữa. Cho nên tôi sực có một cái ý tưởng thôi, là tôi hy vọng là nó một sự hợp tác với lại cô dâu. Thì tôi nói với cô thế này, đây là cái câu tôi hay nói với những người người tôi làm việc chung, nếu mà cái hoàn cảnh nó khó khăn thì tôi khuyến khích cái sự hợp tác với họ. Thì tôi nói rằng là một cái shot này rất là đẹp, mặc dù chưa chụp chiếc là đẹp rồi, nhưng mà nó hơi mệt đó nha. Tôi nói như vậy để gọi cái sự ham muốn cho cái đối tượng của mình. Xong rồi tôi còn mạnh dạn làm thử cho họ xem nữa, có nghĩa là tôi nằm cầu thang, mà biết rồi cái cầu thang thế này dĩ nhiên phải nằm ngửa mới được, nằm ngửa có hơi mệt á, tại sao nằm ngửa, thì ánh sáng phía này mà. Thì sau khi nằm lên như vậy, tôi nói em làm được. Thế là cô dâu cũng nằm lên. Cô nằm lên thì tôi lại chạy lên trên đầu phía cái cầu thang này. Thì tôi mới chụp ngược xuống, ánh sáng đi đúng chiều luôn. Thì giống như là lý do thực hiện cái shot này là vì tôi muốn một cái shot mà trong đó cái chủ thể của mình, cái đối tượng của mình là những người xem hình không đoán, không định hướng được về không gian và cái vị trí chụp. Cho nên là góc chụp như vậy, có vậy thôi. Dĩ nhiên là tôi phải cóp chặt vào, chụp thật chặt vào và hơi nghiêng máy cho cảm giác đó. Thì trong khi tôi chụp xong thì tôi chạy xuống cho cô dâu xem hình. Cô dâu rất là hài lòng, cô nói wow, có là cô không ngờ là dĩ nhiên là có sự, tôi đã làm cực khổ như vậy mà hình không ra gì, tôi cũng nản, tôi cũng chán cái gì cũng vậy. Thì đó là cái shot mà tôi thực hiện. Tôi nghĩ là tôi hứng đơn giản về ánh sáng, nhưng mà cái hình này thì nói lên cái ý tưởng về bố cục và góc máy nhiều. Bố cục tôi nghĩa rằng là góc máy cao, mặc dù là như thế này, nhưng mà sự thật có là góc máy cao, bạn theo cái chủ thể mình là góc máy cao so với chủ đề. Hay là tôi nhớ hôm bữa có bạn hỏi tôi về góc máy, bạn hỏi những cái từ như là bird eye hay là hawk eye, tức là góc máy trên cao xuống á, là shot này. Thì sáng nay tôi chụp được một phần là do cái ánh sáng nó thuận, hoàn toàn chỉ có một nguồn sáng mà thôi, từ cái cửa sổ đi vào. Và cái kỹ thuật thứ nhì tôi đã chia sẻ cái video khác rồi, nó gọi là slant camera, tức là nghiêng máy. Rồi sau này tôi nhớ là sau khi tôi cho các bạn xem thì các bạn mới, tôi có làm cái lớp về nhiếp ảnh cưới mà các bạn có yêu cầu tôi hướng dẫn chụp cái shot này. Thì có lẽ đây là một cái hình nữa để cho các bạn tưởng tượng được cái không gian mà tôi chụp. Okay. Tuy nhiên cái shot này vì tôi dựng lại để tôi hướng dẫn nhiếp ảnh, nên cái cô trong cái hình này không phải là cô dâu của cái hình trước, mà chỉ là cái hình mang tính minh họa thôi, và tôi chụp ở đây và những học viên vây quanh xem tôi chụp như thế này. Okay. Sau nói chung đó là cái niềm vui của nhiếp ảnh là tôi còn nhớ cái câu của nhạc sĩ trumpet nổi tiếng Miles Davis, ông nói một câu là "Don't play what's there, play what's not there", tức là đừng chơi cái nốt nhạc đó mà chơi những cái nốt nhạc mà ta chưa có chơi. Hơi trừu tượng chút.
Tức là bản nhạc nó viết vậy rồi nhưng mà đừng có chơi như vậy, phải chơi nó khác một chút. Ý là không là improvise. Thế tôi nghĩ rằng là chưa làm việc tôi có một cái sườn về về kỹ thuật chụp, về ánh sáng, về mọi thứ. Nhưng mà chen vào đó những khoảng trống, những cái nó ngẫu hứng, và cái đó chính là cái mang lại niềm vui cho tôi khi tôi bấm máy. Xin chúc các bạn những cái hình đẹp, và cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.